Rồi, hello, xin chào anh em, chào cả nhà. Mình sẽ quay lại và tiếp tục cái video này. Thì như những thời lại, trước tiên là mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mới trước có bán tại cửa hàng dụng cụ 24.vn. Anh em có thể lên website và chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp vào trong website. Khi anh em đặt hàng tại website, anh em cứ nhập cái mã giảm giá ở phía bên dưới video này thì anh em sẽ được giảm giá ha, được giảm giá dù hàng cũ hàng mới như vậy, nhập vô là được giảm giá. Đây là một cái bộ cà lê Tonne, một bộ bộ lục giác Tonne. Bộ lục giác Tonne này sản xuất tại Nhật 100% Japan. Cái ông Tonne này ông gọi lắm, là ông có một cái làm, ông lúc nào cũng giữ cái bí mật sản xuất của ông, tức là ông không có để, là đôi lúc ông thì ông có để sản phẩm của ông là Japan, có đôi lúc ông không có để ha, đôi lúc ông không để. Thì dĩ nhiên là những cái sản phẩm của Tonne rất là tốt, hàng cao cấp, nó tài trợ, nó thường là tài trợ cho những cái hãng, những cái cuộc đua xe F1, những cuộc đua xe F1 thường hay thấy hãng Tonne, KTC, Kuken, những cái hãng mà cao cấp thường sẽ thấy những cái thương hiệu này. Anh em tin nên cái nên anh em cứ tin dùm vào cái chất lượng của Tonne rất là tốt. Thì ở đây mình có một cái bộ lục giác của Tonne. Cái bộ lục giác này nó sẽ có một cái cán cho chúng ta cầm như thế này nè. Thì cái cán này anh em làm á, nó sẽ có lực rất là tốt. Thay vì một cái cờ lê bình thường, một cái lục giác bình thường thì nó sẽ chữ L như thế này, thì anh em cầm, khi mà anh em cầm vặn nó sẽ không có lực. Còn cái loại này nó sẽ có cái lực mà vặn rất là mạnh ha. Anh em sử dụng vặn những con ốc lớn, những con ốc mà nó có cái lực siết cao á, chúng ta sử dụng cái này để chúng ta vặn. Cái độ cứng rất là cao anh em. Ở trên cái sản phẩm, trên cái mỗi cái cờ lê nó sẽ, mỗi cái lục giác nó sẽ để là Tonne và cái kích cỡ cùng cái xuất xứ German ha. Làm rất là đẹp. Nói chung là một cái bộ này giá chỉ có 1.450.000, nó là xứng đáng đối với một cái bộ sản phẩm như thế này. Tại bởi vì lục giác thì dường như là anh em thấy là không có cái nào rẻ, nếu mà nó nói là hàng Nhật, hàng Đức. Thì hàng Nhật, hàng Đức nó cũng tầm khoảng 2.000.000 mấy, 1.000.000 mấy. Thì cái bộ này nó 1.450.000 và nó có cái loại cán như thế này, anh em thấy là giá nó rất là phù hợp đó anh em ha. Anh em làm nghề nên mua một cái sản phẩm như thế này. Ở đây nó có cái ba cái đế, cái bát này nè, chúng ta bắt vô trong tường. Đây nó có cái lỗ nè, ta bắt vô tường á, xong ta máng lên thì sẽ có một cái chỗ cắm cho chúng ta sử dụng xong thì sẽ bỏ vào. Thì đây nó có cái cỡ là 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 đó. Những cái cỡ này dường như cái bộ nào nó cũng như y chang vậy. Thì sẽ có cái đế như thế này, anh em xài xong anh em chỉ cần cắm vào thôi, cắm vào nó rất là gọn và nó không có bị rơi mất ở đâu hết, thấy không? Mã đặt hàng của cái bộ này là TN2801, TN2801, và giá của nó là 1.450.000. Anh em có thể trên website, anh em đặt ở trên cái website, anh em nhập cái mã này vào TN2801 và nhập cái mã giảm giá, khi anh em thanh toán sẽ được giảm ha. Rồi, xong cái mình vừa giới thiệu cho anh em xong cái bộ một lục giác Tonne. Bây giờ mình sẽ qua cái sản phẩm cũ ha. Trước tiên là một cái mũi phát kim loại của Boss. Mũi phát Boss này thì nó sản xuất tại Đức và nó xuất cho thị trường Nhật. Ở đây là cái mũi này là 21 ly, dùng anh em để dùng những cái phát, những cái tấm kim loại mỏng, tấm kim loại mỏng. Và ở đây chắc mình nghĩ nó phát sâu được là khoảng là 10 ly á, khoảng 10 ly nè, tức là phát cái độ sâu xuống á. Mà cái này thường là phát những cái tấm mỏng. Phát 10 ly là mình đang nói chắc là phải, có thể là mình đang phát cái nhựa chẳng hạn ha. Còn này là phát những cái tấm kim loại mỏng của Boss. Và cái đuôi của nó là đuôi lục giác nha anh em, đuôi lục giác 6 ly 35, chuẩn đuôi dài. Và cái này là phát 21 ly. Giá của cái mũi này mình bán 170.000. Mã đặt hàng là G543, G543, 170.000 cho cái Boss này. Một cái dao sủi, cái cây sủi, đục sủi của Tajima, hàng mới
chưa dùng. Đây, cây này nếu anh em mua mới, hàng mới chắc chắc cũng khoảng 600 ngàn quá, 5-600 ngàn một cây như thế này trở lên á, của Tajima. Thì cái này là nó sử dao chuyên dụng của nó, tức là cái dao nó thật sự là nó cũng giống như cái dao gọt giấy thôi. Anh em có thể sử dụng dao gọt giấy để anh em sử dụng. Nè, nó cũng có cái lỗ nè, thấy không? Là cái dao gọt giấy đó, anh em có thể sử dụng cái này cũng được luôn. Tức là anh em mua cái dao gọt giấy, anh em để vô cũng được. Ở bên mình có bán cái loại dao gọt giấy mà cái lưỡi liền thân như thế này. À, lưỡi liền luôn. Anh em có thể mua cái loại này, anh em sử cũng được nữa. Kép vô, 7.000 lưỡi. Cái này thì cái cây này Tajima còn mới toanh luôn. Và nó có cái đầu đóng trên này anh em, để dùng để đóng cái nào hoặc nào nó cứng quá, nó dính mà sát quá thì chúng ta lấy cái này ta đóng, sủi ra. Cái chiều dài của cái cây này á, thì khoảng là 3 tấc. Để mình lấy thước mình đo. Cái thước của mình ở đây hết đâu rồi. Chiều dài của nó nè, khoảng 3 tấc ha, 3 tấc. Và cái bề ngang của nó là khoảng 1 tấc của Tajima, là đề nhật và chưa sử dụng luôn. Kèm theo cái mũi này để chúng ta gắn vô bảo vệ cái lưỡi không bị đứt tay. Giá của cái này là 230.000, mã đặt hàng G541. G541 230.000. Giá này giá chưa có phí vận chuyển nha. Một cái kìm của Fujiya. Kìm này thì nó đã cũ rồi. Kìm này mình bán 90.000. Kích thước của nó là 160mm. Đó. Mã đặt hàng là G547. G547 ha, 90.000, 160mm. Một cái bút lấy dấu tự động của Bisman. Cái hàng này thì là nội địa Nhật nha. Bisman thì nó có một số cái là mấy cái Taiwan, còn cái này là hàng nội địa. À, rất là, cái mũi này là mũi hợp kim nha, rất là gọn. Đây đó. Mũi hợp kim mà cái mũi là màu đen. À, mũi rất là nhọn nha anh em, bỏ túi rất là gọn. Cái này anh em có thể chỉnh cái nặng nhẹ ở trên này. Đó, để nó chỉnh nặng nhẹ ở đây. Thì cái này giá của nó là 350.000 ha. Mã đặt hàng của nó là G518. G518 350.000 và giá này giá chưa có ship. Một cái thước ke của Shinhwa nội địa Nhật. Đây, thước ke. Thước này thì nó đã cũ ở ngoài. Đó là hàng tồn. Nhưng mà là mới chưa dùng, là nó cũ nhưng mà nó chưa có dùng ha. Nội địa thước dùng để ke khi anh em làm cái này, nó hữu ích rất là nhiều trong cái cơ khí, trong làm mộc. Anh em ke cơ khí mà anh em cắt nó là tuyệt đối chính xác luôn đó. Hoặc là làm mộc thì đây là nó sẽ có những cái thang, những cái gạch này nó chứ nó hữu hiệu lắm nha anh em, ứng dụng vô nhiều công việc cho chúng ta. Chúng ta ke, chúng ta đo đây, có thể làm chúng ta ke ở đây là song song ha, kẻ song song, hoặc là chúng ta kẻ ở đây đó. Rồi chúng ta làm những cái lá xếp chẳng hạn, lá xếp cánh cửa chẳng hạn, làm những cái này vân vân, có nhiều ứng dụng, anh em ứng dụng vào công việc. Thép không gỉ cái này xài cực kỳ bền luôn. Bán một cây này không biết chừng nào anh em mới mua lại cây khác. Cây này giá của nó là 300.000, mã đặt hàng là G526. G526 300.000 ha. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Chưa phí vận chuyển. Tiếp tục là một cái mỏ lết răng, lết răng nhanh Sankey. Đây, cái mỏ lết này giá 600.000. Chiều dài của cái mỏ lết này là 280mm. 280. Sẽ lấy cái thước này mình đo đỏ đi. Đây. Thì để con nó mở ra được tối đa là bao nhiêu? Đây là tới đây là hết đá rồi.
ở đây nó để là 1 inch, nhưng mà khi mà mình đo ở đây thì sẽ được là 37, 38. Tức là nó mở được cái ống từ khoảng trên thì nói chung là ống 34, còn ống 42 thì nó không có vừa, khoảng ống 34 được. Mới chưa dùng luôn, của Sanki, nội địa Nhật. Những cái này là từ cổ á, nó mới chát luôn. Thì chất liệu của nó vẫn là thép CRV. CRV thường là dụng cụ là CRV là đa số. Xịn thì nó sẽ là alloy. Mã đặt hàng là G534. G534 giá 600 ngàn cho cái Kemolet này ha. Tổng dài của nó là 280mm. Một cái kèm mỏ quạ hàng Trung Quốc xuất Nhật. Là cái hàng này là cái thương hiệu EKM. Cái thương hiệu này nó giống như là một cái, giống như mà một cái công ty mà nó đi mà đặt hàng ở bên Trung Quốc về nó bán bên Nhật thôi. Nó giống gì, nó giống như là một cái chuỗi cửa hàng nha. Nó là một chuỗi cửa hàng và nó đặt những sản phẩm này. Nó đặt cái tên, nó giống như anh em đi vô siêu thị, anh em mua xà bông cướp mắt hay là xà bông của Lotte chẳng hạn. Nó là giống gì đó. Cái này giá của nó là 100 ngàn, mã đặt hàng là G537. Cái mỏ quạ này còn rất là đẹp. G537 giá 100 ngàn ha, giá chưa ship đó. Thì cái hàng này á, thì nó được có cái là nó dày thôi, còn mà anh em thấy là nó sẽ nó hơi bị ít hơn so với hàng xịn, thao tác nó không được trơn tru như hàng xịn. Nhưng mà giá 100 ngàn trong cái kèm như thế này là rất là ổn khi em đi mua hàng Trung Quốc ha. Trung Quốc nó tới 100 mấy nè. Cái này cũng là hàng Trung Quốc nha, hàng Trung Quốc nhưng mà nó là làm bán ở thị trường Nhật. Cái dòng này dòng cấp thấp, dùng DIY, dùng cho anh em trong gia đình đấy. G537 giá 100 ngàn, giá chưa ship, mở từ 45 tới đây. Một cái cần 1/2, cần 1/2 rất là đẹp luôn nè. Cần này chưa có dùng luôn á. Đây ha, cần 1/2 thì cái cần này mình bán giá 250 ngàn. Cần này thì mình không thấy xuất xứ đâu hết, không thấy xuất xứ, hàng tiền về nhưng mà không có rõ xuất xứ. Cái này G549 250 ngàn, G549 250 ngàn thì không xuất xứ, là thường là sẽ hàng Đài Loan trong một cái bộ gì đó nó rớt ra thôi. Một cái đục này là dùng anh em đục, có thể ở đây nó để là cái con ốc đục, mình cắt con ốc được luôn á, biết đục được không thì nó để trên cái bao bì đây nè, mình nghĩ là chắc đục được quá đó. Đục cái tấm kim loại nữa nè, đục gạch nè, đục tường, đục cái để tháo gì, đục mà gạch men góc tường á, đục để tháo ra đó. Mà cái này mình nghĩ là đục tường này nọ thôi, tốt, đục tường này nọ, hoặc là đục những cái tấm kim loại mỏng á, kim loại như tấm tấm ton, tấm nhôm vậy thôi, chứ mà cái thép dày cứng thì đục vô chắc hư. Cái này chiều dài của nó thì được là 240mm và cái miệng ngang là được 25mm của SK11, đặc biệt cái này là Made in Japan, thấy không? Tức là SK11 nó làm nói chung là cũng chất lượng, rất là chất lượng. SK11 thì đa số là nó đi OEM, tức là nó đi chỉ là thiết kế mẫu thôi, và đi những cái nhà máy khác để gia công. Thì cho nên là có một số cái nó gia công ở nhà máy Nhật thì nó sẽ là Made in Japan, còn một số cái mà nó gia công ở Taiwan á, ở Đài Loan thì là Made in Taiwan thôi. SK11 là đa số là như vậy, nó không có cái sản phẩm, tức là nó không có nhà máy sản xuất riêng biệt gì hết. Thí dụ như búa Doc Yu thì nó chuyên sản xuất búa, hoặc là cưa chuyên sản xuất cưa. Còn những cái ông này đó là giống như là ông chỉ lấy thương hiệu và thiết kế mẫu, ông đi làm, ông đi những cái hãng khác làm và ông bán thôi. G536 giá 150 ngàn nha anh em. G536 giá 150 ngàn, giá chưa ship. Một cái búa lục giác. Cái búa lục giác này thì cái đầu búa nó nặng 225 gram, cả cán luôn thì khoảng là 350 gram. Búa mới hoàn toàn. Búa lục giác thì nó rất là bền, nó y chang như búa bi vậy đó. Nó bền như búa bi ha.
chỉ trong các loại búa của Nhật thì mình thấy là búa tròn mà búa cán gỗ, cái kiểu như không phải có đốt kêu nha, đốt kêu búa đầu tròn rất là cứng, nói chung là cũng tốt lắm, cứng. Còn những cái loại khác thì mình thấy nó mềm, mềm hơn so với các cái dòng búa đầu lục giác hoặc là mẫu đinh hoặc là bầu bi. À, thì đầu bi và đầu giác này là mình thấy cứng, khá là cứng. À, giá của nó là 200.000. Mã đặt hàng là G538. G538 giá 200.000 cho cái đầu búa này, cái cây búa này. À, cây này chưa sử dụng luôn. Anh em bỏ ra 200.000 cho cái búa Nhật cũng khó, cũng khá rất là ok luôn. Chứ nếu mà cái này búa này mà nhập mới chắc cũng phải 500-600.000 một cây anh em. 500-600.000 trở lên. Một cái mỗi lết của hãng Romos hay là còn gọi là BM, thì cái hãng này là mình có bán cái cây mà hít 500 á, của hãng Romos này nè, cái hít 500 mà nhập ốc rơi rồi đó. Thì hãng Romos này, thì cái hàng này, cái cây này là chắc ăn là nó sản xuất tại Đài Loan luôn. À, cái cây này nó có được cái dòng khóa mở này chắc là khóa 17 hay gì đấy, hai cái đầu này nữa ha. Rồi ở đây thì nó bỏ tối đa đây là được 29 ly đó. Cái này mình bán giá là 130.000 ha, 130. Đây không có G nha, là G bình thường thôi. G535 G535 130.000. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Một cái bộ mũi đầu kẹp mũi khoan nhỏ của Anet, thì cái bộ này nó giống như cái kẹp suốt vậy đó. Anh em khoan những cái lỗ nhỏ, lỗ nhỏ thì cái đầu kẹp cái đầu kẹp của mình đó, đầu kẹp lớn nó sẽ không kẹp được những cái mũi nhỏ, bắt buộc phải có một cái này để chuyển lại đầu kẹp nhỏ hơn, nhỏ xíu luôn. Đầu lục cái này là 635 nè, đây là dặn nè, dặn vô ha. Thì đây nó sẽ kèm cho chúng ta một cái đầu, hai đầu kẹp lớn và kẹp nhỏ đấy trong này ha. Rồi hai cái mũi khoan anh em, ba mũi khoan, đây tổng cộng là ba mũi khoan cho mình đó. Cái cây này là dùng để siết lại, tổng cộng ở đây là ba mũi khoan lớn và ở đây một mũi khoan nhỏ tí trên ti trong này nè, mấy mũi khoan nhỏ nữa, đây là mấy mũi khoan nhỏ trong này luôn ha, mấy mũi khoan nhỏ trong này luôn. Rồi thì cái bộ này giá của nó là 200.000, mã đặt hàng là G540 giá 200.000 cho cái bộ này, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha nè, chưa phí vận chuyển. Rồi cảm ơn em đã xem cái video này ha, mình sẽ trở lại trong cái video sau. Mình quay hết video này mình có việc rồi, bây giờ sẽ kết thúc video này và sẽ quay lại trở lại video kế tiếp. Chào cả nhà, chào mọi người nha.